mời bạn nữ. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ em chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Thị Ái Thi, sinh năm 1995, em đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột. Em đang làm việc gì? Dạ em làm ở rạp chiếu phim Starlight. À, ở trên Buôn Mê Thuột luôn hay là... Dạ. Từ trên đó xuống đây đăng ký chương trình. Cái lúc em đăng ký là em còn ở trong này, em mới về đó mấy tháng thôi ạ. À, bây giờ về đó ở luôn á hả em? Dạ. Là quê mình ở đó. À, mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và chào tất cả mọi người, quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phước Anh Khoa, em sinh năm 1991. Em hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Em làm ở khu vực quận 9. Là quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Quảng Nam, Đà Nẵng chị. Quảng Nam, Đà Nẵng. Bạn gái bên kia, công việc của bạn làm cụ thể là gì hả bạn? Dạ, em làm ở rạp chiếu phim anh ạ. Bán vé hay là mình nhân viên soát vé? À, rạp chiếu phim, vậy là khỏe rồi, có điều kiện mình coi phim rồi ha. Dạ. Thôi, nhưng bây mà bây giờ hai người ở hai nơi kìa. Cái chút xíu người ta sẽ tính của chuyện yêu nhau xa cách mấy giờ cũng gần đó mà. Thì em muốn quen người ở Sài Gòn để em vô lại đây sống với chị ạ. À, muốn quen người ở Sài Gòn để vô trở lại đây sống. Dạ. Trời ơi hay vậy. Điểm mạnh điểm yếu của em đi, bạn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, hòa đồng vui vẻ, lại thích con nít. Còn điểm yếu của em là lúc em đói em hay quậu lắm, mà quậu thì em hay thích cắn, cắn đau lắm. Thường là em cắn ai, đó giờ cắn ai? Cắn ai ở chung với em là em cắn hết. Bạn trai có thích bị cắn không? Dạ, đôi lúc cắn cho nhớ chị. Cắn nhẹ nhưng mà cắn nhây á, cứ cắn hoài vậy á, nhưng mà cắn nhẹ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ không ạ. Nhiều đó hả? Cái đó là điểm yếu đó rồi đó hả? Hơi ham chơi một chút. Đúng rồi, còn nhỏ nhưng mà tại vì em muốn quen một người nào chững chạc hơn để nắng em lại ạ. Em thấy bên bển sinh năm 91 là chững chạc chưa? Dạ rồi, tại vì em đang đi kiếm bạn trai sinh năm 91 hoặc 87. Em thích hai tuổi đó tại vì nó hợp với em ạ. 91 là vô rồi đó. 91 là vô rồi, hơi khỏe rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Thừa thắng xông lên luôn đi em. Dạ, em thì điểm mạnh của em là tự lập, em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng. Dạ, hoạt bát, mọi thứ em làm được hết. Em có cái gì em quyết tâm là em sẽ làm được. Em được mấy mối tình rồi? Em được 2 mối tình rồi anh. 2 mối tình, dạ. Lý do tại sao chia tay? Do là trong cuộc sống có những cái gia đình em nó thay đổi, có những cái xảy ra nó không mong muốn. Cũng gia đình bên kia họ cũng cảm thấy là trước đây thì nó môn đăng hộ đối, tức là hai gia đình đều tốt hết, nhưng mà sau đó gia đình mình không tốt. Nói chung có sự thay đổi mà gia đình bên kia không đồng ý. Không đồng ý, dạ, nên cô bé đó không có quen em nữa. Người ta không cho quen thì cô bé đó cũng không quen em nữa. Tức là cô gái đó nghe lời gia đình. Cô bé có cũng nghe lời gia đình, cũng có lén quen em một chút xíu, khoảng 3 tháng sau đó là cô ấy phải nghe lời gia đình, tại vì gia đình chu cấp cho cô ấy. Còn em thời điểm đó là đang khởi nghiệp. Còn bên kia? Dạ em cũng trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là quen hơn 4 năm. Trời ơi, hơn 4 năm. Dạ. Cái người thứ hai của em là quen hơn 1 năm, tại vì cái người thứ hai của em là làm bên nhạc các chị. Nên ba má không thích, khi đi sớm về khuya rồi cứ ở nhà một mình hoài vậy sao, sau này mà cưới đó. Nên thôi, cái em cũng chia tay luôn. Chà, vậy anh này chắc ổn á, anh này làm kinh doanh là chắc được rồi. Nhưng mà ba mẹ em có đặt cái tiêu chí gì khi đến tham gia chương trình không? Có dặn dò gì trước không? Dạ không ạ. Chỉ cần sinh năm 91, hợp tuổi. Không, cái 91 với 87 là tự em đặt ra. Nói chung giờ em phải vượt qua hai cái ngưỡng này nè. Một là phải là 91 hoặc 87. Hai là ba má em phải chịu, em mới chịu, đúng không? Rồi dạ. Ngoài ra em còn cái tiêu chí gì nữa không? Muốn để tìm bạn trai. Em thích bạn trai tự lập, không có dựa vào gia đình có chính kiến nữa chị. Rồi. Em thích bạn trai... Anh ơi. Sao em? Anh biết làm việc nhà không anh? Anh biết chứ, tại vì anh ở một mình mà, thì anh tự làm rồi. Em chỉ biết nấu ăn thôi nha. Thì em nấu, anh rửa chén, anh lau nhà cho em được không? Vậy thôi đó hả? Thì nói chung là em cứ nấu ăn ngon, còn lại là để anh lo. Em hỏi bạn gái coi giờ em cần điều gì? Có điều gì em không thích? Bạn gái đi. Em không thích bạn trai nói nhiều, nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Em yên tâm, tại vì anh là gương mà, làm gương mẫu phải làm điều tốt không làm điều xấu đâu. Em đừng lo. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, rồi cho cho vợ mình tương lai, cho con mình. Hay. Vậy bạn trai đặt ra cái mẫu tìm bạn gái là người như thế nào nè? Em cũng tìm bạn gái sinh năm 91, 93, 93, 95. Vui vẻ, hòa đồng. Rồi bạn cũng khéo ăn, khéo nói. Như bạn bên kia em thấy bạn đó khá là khéo ăn nói. Em cảm ơn nha. Ngoại hình, ngoại hình.
À, ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi chị. Em thích cô ấy tự lập hơn, thích cô ấy tức là sạch sẽ gọn gàng, thơm tho. Gái nào mà không thơm? Nói gì đâu mà thiệt. Bây giờ có cái điều gì em về ngoại hình, em có cái mẫu người lý tưởng gì không? Không khô, không hói, không bụng bự. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không hút thuốc, anh chơi thể thao nên yên tâm. Hỏi anh có hô không? Hô, hói, bụng bự dính cái nào không? Khó hết luôn á. Hô một đống luôn, bụng bự, bự chản luôn. Để chị qua coi. Dạ. Dạ, chào chị. Cái này cũng kiểu như đang sang lắp mặt bằng rồi kia thôi ha. Không, cũng giống anh Linh, cũng chưa, nghĩa là mới cái vùng ven thôi. À, vùng ven thôi, ở xa chị. Nó cũng ấy lắm mà. Sao láng láng à? Nó gần gần ha. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao mấy 6-7 chị. À, mặt mày thì sáng sủa, da dẻ rất là mịn màng. Thật trưởng phòng này rồi. Chắc ngồi văn phòng không, điều lính đi không quá phải không? Dạ. Dạ luôn hả? Bây giờ hơi xa chút xíu vậy mình hẹn hò sao? Nếu mà bạn đó ở xa vậy thì em sẽ cố gắng lâu lâu thì em sẽ lên thăm bạn đó, lâu lâu em sẽ nói bạn em xuống, anh dắt em đi chơi ở Sài Gòn. Lâu là bao lâu? Cô này đẹp lắm. Nói chung là một hai tuần là lên chơi 2-3 ngày. Bởi vừa 2 tuần cái lên được chơi 2-3 ngày. Bạn này đẹp gái lắm, ráng lên đi cưng. Dạ. Ráng lên, mà có ghen không? Ở ghen xa vậy chị. Đâu có ghen không? Không, em nghĩ là hả, em cũng không ghen đâu. Tại vì do là mình khi mà quen á là mình phải tin tưởng và mình hãnh diện cái người mà bạn gái của mình. Được á, anh này được nha, giỏi, tuổi trẻ tài cao. À, cảm ơn chị. Được. Được em, rất là có ý chí, vậy là ngon đó. Ngon, đàn trai thì ngon á. Được rồi. Nãy giờ bà đàn gái qua phỏng vấn nhiều quá, nóng mặt luôn hả? Dạ. Đến qua phỏng vấn đàn gái rồi sao? Ta đẹp, nó có quyền. Thôi đừng ăn hiếp quá hả? Chứ đẹp hiếp quyền. Chết rồi. Rồi. Đàn trai cũng hơi bị ngon lắm mà nha, đẹp trai lắm mà. Về Sài Gòn được không? Dạ được. Được hả? Mà em muốn ba má em á là nếu mà về Sài Gòn là phải cưới mới về, còn không có vô đó ở nữa. Lên thăm ảnh thì nhà cho đi không? Ví dụ lâu lâu về Sài Gòn chơi 2-3 ngày thì dạ, nhà cho có đi. Có chứ, bữa giờ em về đây về Buôn Mê mấy tháng, 3-4 tháng rồi em xuống lại 4-5 lần rồi. Tức là về được, đi lại được, không sao. Nhưng vấn đề giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao? Ba má em là sợ em khổ thôi, này đâu có cái gì đâu. Anh không có gì chứ, sao em biết không có? Nghĩa là không có nhiều lắm á. Không có kỹ gì đâu á. Không, anh yên tâm, em sẽ thuyết phục được. Thôi được rồi, em thấy được rồi. Trai tài gái sắc đấy, được. Rồi. Anh thấy hợp lý. Nhà gái bữa nay đi có ai đi cùng không? Dạ, có hai bạn thân em ạ. Chào em, trời bạn cũng xinh quá. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Thu Giang, là bạn thân của Ái Thi. Bạn em có ưu điểm là rất là dễ thương, năng nổ, nhiệt tình, rất là lanh. Nói chuyện hơi bị nhiều. Còn nhược điểm á là hơi nhõng nhẽo, còn ham chơi. Nhìn thấy anh cũng phong độ, đẹp trai, tác phong chững chạc, công việc ổn định. Em cảm thấy là hợp với bạn em. Cảm ơn em. Bạn trai có đi với ai không em? Dạ em có đi với anh đồng nghiệp. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Sơn, cũng là đồng nghiệp của Khoa. Thì ở ngoài thì hai anh em rất là thân như là anh em trong nhà vậy đó. Đánh giá về Khoa thì em thấy Khoa là một người sống rất nguyên tắc và có trách nhiệm, bản lĩnh. Yeah. Còn về thì bạn nữ bên đây thì em thấy là những cái mà chia sẻ vừa rồi á, là em thấy là những cái gì mà bạn nữ đang có là cái mà Khoa đang muốn đi tìm. Cảm ơn em. Dạ. Ôi, bây giờ là do hai bạn thôi. Cho đôi trẻ gặp nhau nha, cố gắng nha. Bây giờ là tuổi tác rồi là được hết rồi đó. Dạ. Cố lên. Được cái về Sài Gòn ở luôn. Chào em. Em chào anh. Anh bạn em. Em cảm ơn. Chào Ái Thi. Dạ. Em có nhớ tên anh không? Tên Khoa. Cảm ơn em. Tính ra anh cũng không cao lắm. Anh nghĩ tầm ổn. Đứng lên lại cho cô nhìn kỹ coi. Ta quyết định đi bỏ núi xuống miền xuôi là quan trọng lắm. Dạ. Quay vòng cho cổ coi. Đó, được không em? Dạ rồi ạ. Rồi. Em ở Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ. Thì anh biết là đi cũng hơi xa nhưng mà anh nghĩ là khoảng 2 tuần một lần được không em? Dạ được. Thôi 1 tháng cũng được, anh lo làm đi anh. Anh sống nguyên tắc là nguyên tắc sao vậy? Thứ nhất là anh có một cái lịch làm việc cho cá nhân mình. Ví dụ như tối 3-5-7 từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ á, là anh đi tham gia đánh tennis. Anh sẽ không, cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em. Một tuần ta đi chơi, ta nói thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy ta để đi chơi bạn gái, thứ bảy đi đánh tennis, bạn gái gọi không bắt máy là cái lý do gì? Đâu có, nó có lịch chị. Anh làm bất động sản
thứ bảy đi đánh gôn để làm gì. Ở đó có rất là nhiều người liên quan đến cái việc kinh doanh của anh ấy, mà bỏ thứ bảy cho ta bỏ chuyện làm ăn rất là quan trọng. À, thành ra thứ bảy nó quan trọng chỗ đó đó. Chị đúng ngày thứ bảy á, 6 giờ đến 9 giờ chị, em gọi hoài cho chị. Mà em xác định là đi đánh tennis xong là không có đi chơi với em đâu, đi nhậu cho coi. Đó, cái đó hai người tự trao đổi đi. Chị chỉ khơi ra vậy thôi, chiến tranh tụi em tự giải quyết. Đổi được không em, đổi được không? Dạ thì mình sẽ cố gắng. Ủa thay mà đổi. Anh chỉ có mê tennis thôi hả, hay mê gì nữa? Anh hả? Anh cũng đi du lịch, đi ăn vặt, rồi đi xem phim. Còn ví dụ như là hả? Xe, game, điện thoại hay là cái gì nữa đó. Còn không, nhiều thứ để mê lắm, anh có mê tennis thôi. Ờ thì anh chỉ mê cái đó thôi. Rồi bây giờ mình hỏi cái chuyện mà thí dụ giờ mình hợp nhau hết rồi, khoảng bao lâu nữa mình có thể kết hôn được? Em thì khoảng bao lâu theo em, khoảng bao lâu? Năm sau anh mà. Năm sau hả? Tại vì em muốn vô liền. Đối với anh cái gia đình nó rất là quan trọng. Anh muốn có một cái hạnh phúc, nó chọn cưới là cái người đó anh sẽ lựa chọn đến cuối con đường. Nếu như anh có một cái quyết tâm được đi nước ngoài như quen nhau á, thì em có sẵn sàng cùng bọn để gia đình ở Việt Nam mà đi với anh không? Chưa nghĩ tới, nhưng mà em chỉ xưa giờ em ước á là chụp hình cưới ở nước ngoài. Nhưng mà nói chung là có tình yêu thì đi đâu cũng được anh à. À, cảm ơn em, và đó rất là tuyệt vời. Rồi thôi, bây giờ nhắm mắt lại và suy nghĩ nói gì. Mời hai bạn. Nếu em là một giọt nước mắt trong đôi mắt của anh á, thì anh sẽ không bao giờ khóc. Tại vì anh không muốn em rời khỏi anh. Chính xác, cảm ơn em. Suy nghĩ thật kỹ nha. Khi các bạn đồng ý bấm nút là các bạn đã trao nhau cái duyên trên sân khấu này, trước mặt tất cả người thân, bạn bè của bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất nhanh. Không phải là muốn xuống thành phố là bấm đâu. Anh ấy cũng rất bản lĩnh và có cá tính đấy. Hãy nắm tay nhau đi bạn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt này. Rồi, anh hôn em một cái nha. Dạ. Dễ thương.